Để bắt đầu bài tập quan sát cơ thể này, hãy tạo cảm giác thoải mái cho bản thân. Ngồi trên ghế và giữ lưng thẳng nhưng không gồng cứng. Hai chân đặt trên mặt đất. Bạn cũng có thể thực hiện bài tập này ở tư thế đứng hoặc nằm. Đặt tay nhẹ nhàng trên đùi hoặc ở hai bên sườn. Nhắm mắt lại hoặc vẫn mở mắt với ánh nhìn nhẹ nhàng. Hít thở sâu, chậm và dài vài lần. Hít vào hết cỡ và thở ra từ từ. Hít vào bằng mũi rồi thở ra bằng mũi và miệng. Cảm nhận lồng ngực của mình phồng lên khi bạn hít vào và xẹp lại khi bạn thở ra. Bắt đầu bỏ qua những ồn ào xung quanh. Chuyển sự chú ý của bạn từ bên ngoài vào bên trong bản thân. Tập trung trở lại nhịp thở của bạn. Hít vào. Thở ra. Bây giờ hãy từ từ chuyển sự chú ý của bạn xuống hai bàn chân. Bắt đầu quan sát cảm giác ở hai bàn chân. Bạn có thể muốn ngọ nguậy các ngón chân một chút. Cảm nhận ngón chân chạm vào tất hoặc giày. Với mỗi lần hít vào, hãy cố gắng nhận biết những cảm giác này. Và với mỗi lần thở ra, hãy cố gắng thả lỏng và thư giãn các cơ. Có lẽ bạn không cảm thấy gì cả. Điều đó cũng không sao. Chỉ cần để cho bản thân cảm nhận được cảm giác không cảm thấy gì cả. Khi bạn đã sẵn sàng, hãy chuyển sự tập trung lên mắt cá chân, bắp chân, đầu gối và đùi. Quan sát cảm giác bạn đang cảm nhận được trên khắp hai chân. Hít vào, thư giãn hai chân hoàn toàn và thở ra. Nếu tâm trí của bạn bắt đầu đi lang thang trong khi thực hiện bài tập này, hãy nhẹ nhàng nhận biết điều này mà không phán xét, rồi đưa tâm trí trở lại cơ thể. Nếu bạn nhận thấy bất kỳ sự khó chịu, cảm giác đau hoặc căng cứng nào, đừng phán xét điều này, chỉ cần đơn giản nhận thấy nó. Nhận biết rằng không có cảm giác nào là vĩnh viễn. Hít vào và thở ra. Chuyển đến các cảm giác ở lưng dưới và xương chậu của bạn. Thư giãn mông của bạn. Từ từ cảm nhận vùng lưng giữa và lưng trên của bạn. Với mỗi lần thở ra, bạn có thể loại bỏ bớt căng thẳng đang mang trong mình. Nhẹ nhàng chuyển sự tập trung sang phần bụng. Có lẽ bạn nhận thấy cảm giác từ quần áo đang mặc hoặc quá trình tiêu hóa. Nếu bạn nhận thấy những ý kiến nảy sinh về những lĩnh vực này, hãy nhẹ nhàng bỏ qua và quay lại để ý tới cảm giác. Khi bạn thở ra, hãy thả lỏng cơ bụng để chúng cử động tự do theo từng nhịp thở. Trong nhịp thở tiếp theo, hãy chuyển trọng tâm sang bàn tay và các đầu ngón tay, lúc lắc các ngón tay. Nếu tâm trí bạn đi lang thang, hãy nhẹ nhàng đưa nó trở lại với những cảm giác ở bàn tay. Sau đó, ở nhịp thở tiếp theo, hãy tập trung vào cánh tay của bạn. Bạn có thể nhận thấy một chút khác biệt giữa cánh tay trái và cánh tay phải. Không cần phải đánh giá điều này. Khi thở ra, bạn có thể cảm thấy cánh tay thả lỏng. Tiếp tục hít thở và chuyển sự chú ý sang vùng cổ, vai và cổ họng. Đây là khu vực mà chúng ta thường gặp căng thẳng. Khi bạn thở ra, hãy thư giãn và thả lỏng vai về phía trước. Hướng sự chú ý vào khuôn mặt của bạn. Lưu ý sự chuyển động của không khí khi bạn hít vào, thở ra từ lỗ mũi hoặc miệng. Khi thở ra, hãy để hàm của bạn mở ra, thư giãn đôi mắt, vuốt lông mày. Và bây giờ hãy mở rộng sự chú ý của bạn ra toàn bộ cơ thể. Hãy tưởng tượng khi bạn hít vào một hơi, oxy đang chảy đến đỉnh đầu của bạn, rồi xuống đến tận các đầu ngón chân. Khi bạn chuẩn bị hoàn thành bài tập này, lần cuối cùng hãy hít vào thật sâu, hết cỡ, tiếp nhận tất cả các năng lượng của bài tập này. Thở ra hoàn toàn, và khi bạn đã sẵn sàng, hãy mở mắt và quay trở lại với hiện tại. Khi bạn trở nên hoàn toàn tỉnh táo, hãy cân nhắc nhận định rằng phương pháp xây dựng nhận thức này sẽ mang lại lợi ích cho tất cả mọi người mà bạn tiếp xúc ngày hôm nay. Chúc bạn một ngày tốt lành.